Ước mơ trở thành hiện thực, trợ lý huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và hành trình đến World Cup 2023. Ước mơ trở thành hiện thực, trong cuộc hành trình đầy khát khao giành vé tham dự World Cup 2023, trợ lý Đoàn Thị Kim Chi không chỉ đóng vai trò là cánh tay phải, đắc lực của huấn luyện viên Mai Đức Chung, mà còn trở thành người cô, người chị thân thiết của các cầu thủ. Kim Chi cảm xúc chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ khi đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên hát quốc ca tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Đó là một khoảnh khắc vĩnh cửu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát được trải qua. Sau khi chấm dứt sự nghiệp trong Điền Kinh, Kim Chi bước vào sự nghiệp bóng đá khi cô ấy 19 tuổi. Đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong suốt 11 năm thi đấu, Kim Chi đã giành được nhiều danh hiệu quan trọng như 4 huy chương vàng SEA Games, 1 chức vô địch Đông Nam Á, 4 cúp vô địch quốc gia và 4 lần đoạt giải quả bóng vàng nữ Việt Nam. Hình ảnh của Kim Chi vẫn tràn đầy sức mạnh khi cô thi đấu dù đang băng đầu vì chấn thương tại SEA Games 2009. Điều này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội tuyển nữ. Khi chia tay sân cỏ, Kim Chi đã bắt đầu sự nghiệp huấn luyện và nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu với câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 7 chức vô địch quốc gia, 2 cúp quốc gia và 1 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Kim Chi tâm sự, là một cầu thủ, tôi và các đồng đội chỉ biết cống hiến trong mỗi trận đấu, chưa từng nghĩ rằng một ngày đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup. Nhưng bây giờ, thế hệ trẻ đã biến điều đó thành hiện thực và tôi tự hào về họ. Đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh và cuộc hành trình đến World Cup 2023. Đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh góp mặt tại World Cup 2023 trong danh sách đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham gia World Cup 2023. Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh có sự đóng góp quan trọng với 6/23 cầu thủ, bao gồm Trần Thị Kim Thanh, Trương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang. Trong khi thủ môn Kim Thanh liên tục thể hiện sự nỗ lực xuất sắc trong việc cứu thua, tiền vệ Bích Thùy đã để lỡ một cơ hội quý báu trong trận đấu với đội tuyển nữ Hà Lan. Dù vậy, được trải qua không khí sôi động của World Cup cùng các cầu thủ nữ vẫn là một trải nghiệm khó quên. Bích Thùy, tiền vệ của đội, chia sẻ, khi nhìn lại quãng đường đã qua, tôi vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. World Cup luôn mang ý nghĩa của sự vinh dự và khát vọng thực hiện. Hành trình vượt khó khăn, Bích Thùy đã may mắn hơn nhiều bạn trẻ khi luôn có sự động viên, ủng hộ từ gia đình. Tuy nhiên, trong bức tranh thành công và danh tiếng mà cô đạt được, người mà Bích Thùy ao ước chia sẻ nhất, ba của cô, đã không còn bên cạnh. Cô nhớ lại, ba từng dặn dò rằng con hãy dốc hết tâm huyết vào đam mê, để sau này không phải hối hận khi trở thành người trưởng thành. Năm 2014, khi đội tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup 2015, ba luôn khích lệ, con vẫn còn cơ hội, một ngày nào đó, con và đồng đội sẽ cùng chinh phục tấm vé ấy. Hành trình gian nan đến World Cup, để lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh tại sự kiện World Cup, đội bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình gian nan đầy thách thức. Thậm chí, có lúc hầu hết thành viên của đội bị nhiễm COVID-19 và nhiều cầu thủ phải ra sân trong tình trạng kiệt sức do vừa mới vượt qua bệnh. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn bằng những chiến thắng đầy cảm xúc, mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Bước tiến lớn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước World Cup 2023. Chia sẻ về hành trình này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Trần Quốc Tuấn đã thể hiện cách đây 8 năm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã mất một cơ hội quan trọng khi để thua Thái Lan trong vòng loại giành vé dự World Cup. Kể từ đó, VFF đã tiến hành những thay đổi chiến lược và tập trung mạnh vào công tác đào tạo trẻ. Đặc biệt, việc thành lập các lớp học dự tuyển nữ trẻ với mục tiêu đào tạo dài hạn. Các cầu thủ đến từ những lớp đào tạo này đã xuất hiện trong đội hình tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Tầm quan trọng của sự quan tâm, trong chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2022, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã gặp gỡ các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trong không khí thân mật, bà Ardern chia sẻ rằng cô luôn kỳ vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại New Zealand. Đúng như mong đợi, đội tuyển đã đạt được mục tiêu này. Ông cũng khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023 tại New Zealand sẽ được chào đón một cách trân trọng. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với đội tuyển nữ Việt Nam. Trước khi World Cup 2023 chính thức khởi tranh, Đại sứ quán New Zealand và Australia tại Việt Nam đã tổ chức một bữa tiệc chia tay để động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước hành trình lịch sử. Sự ủng hộ từ lãnh đạo, suốt quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo đảng và nhà nước, cùng với sự ủng hộ đáng kể từ các nhà tài trợ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gọi các cầu thủ nữ đội tuyển quốc gia là những cô gái kim cương của thể thao Việt Nam, thể hiện sự tài năng, trí tuệ, phẩm chất, ý chí và bản lĩnh của người Việt Nam. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng ca ngợi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là niềm tự hào không chỉ của thể thao mà còn của cả đất nước. Bước tiến lớn của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước World Cup 2023. Kể từ khi giành quyền tham dự World Cup 2023,
đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Vị thế và hình ảnh của bóng đá nữ nước nhà được đánh giá đúng tầm, giúp chúng ta dễ dàng kết nối tập huấn tại châu Âu và thi đấu giao hữu với các đội bóng hàng đầu thế giới. Ngày 22 tháng 7 năm 2023 đã đánh dấu một sự kiện lịch sử, lần đầu tiên quốc kỳ và quốc ca Việt Nam được hiệu lực tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Mỹ đã thu hút sự chú ý trên các phương tiện truyền thông và trực tiếp truyền hình tại quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ. Trận đấu đã lập kỷ lục người xem truyền hình tại Mỹ với 6,5 triệu người và trở thành trận đấu có lượng cổ động viên tới sân lớn thứ hai tại New Zealand với 41.000 người. Sự chú ý của dư luận quốc tế, trong những tháng qua, hàng loạt tờ báo lớn và các hãng thông tấn nổi tiếng như The New York Times, CBS Sports, The Guardian, CNN, Reuters, AFP đã đăng tải các bài viết liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam. Trực tiếp tham dự trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tỏ ra xúc động. Trần Quốc Tuấn nói, những bước tiến của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại World Cup không chỉ thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn, mà còn là cách thức lan tỏa các giá trị của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Điều này chứng tỏ đầu tư vào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng không chỉ là về khía cạnh chuyên môn, mà còn liên quan đến chiến lược trong quá trình phát triển quốc gia.